Xin chào anh em đã quay lại với kênh YouTube Máy móc Việt Nam. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một con máy hàng của hãng Yaxit ZX7 200 Pro. Một trong những con máy hàng được thiết kế rất là đẹp mắt, nhỏ, gọn, mini mà cháy rất là tốt nha anh em. Có thể sử dụng trong môi trường điện yếu cho anh em và sử dụng được cả máy phát điện cho anh em ha. Đây là con máy hàng có thể nói là hàng được qua Bali 2 rất là tốt với hiệu năng rất là cao, 60% lận anh em ha. Rồi đến với tổng thể con máy hàng thì anh em mình sẽ thấy được một con máy hàng rất là xinh đẹp như thế này. Và đây là một trong những con máy hàng khó bị làm nhái nhất của Yaxit cho anh em ha. Hình như là không có ai làm nhái được cái dòng này luôn, vì thiết kế đẹp mà còn lại rất là chi tiết và rất là sắc nét luôn. Đó, đến với con máy hàng này thì anh em mình mua là an tâm luôn nha anh em ha. Đó, đây dòng máy hàng Yaxit Inverter, cùng anh em khui hộp con máy hàng này ra như thế nào ha. Đó, anh em nhìn thấy tổng thể con máy cái thùng nó như thế nào ạ? Đẹp không? Đẹp chứ. Rồi, cùng nhau đập hộp thôi. Khi nói tới máy hàng Yaxit, anh em mình sẽ nghĩ tới ngay đó chính là chất lượng và hiệu quả. Nhưng cũng rất là nhiều anh em mua phải hàng nhái hàng giả, vì cứ tin vào những cái thông tin không đúng sự thật, cũng như là giá thành của nó quá rẻ, anh em cứ lựa chọn. Nhưng khi mà anh em đã mua máy hàng Yaxit thì chắc chắn anh em đã nghe tới tiếng của nó, thì hãy mua hàng chính hãng mà xài nha. Còn hàng chính hãng như thế nào thì cùng Máy móc Việt Nam theo hết nguyên chặng đường thì sẽ biết được những sản phẩm nào là hàng chính hãng và những sản phẩm nào anh em không nên mua. Đây, khi anh em mình khui hộp của một con máy hàng Yaxit ZX7 200 Pro ra thì sẽ có một cái kìm hàng như thế này đây. Rất là đẹp nha anh em ha. Kìm hàng này kìm hàng xanh lớn. Đó, giúp cho anh em mình hàng tránh bị hư kìm hàng, và hai nữa là tránh được nóng tay nè. Nó tại vì nó kìm hàng này rất là dài ra phía xa này. Và bộ dây kìm hàng này là bộ dây kìm hàng bằng đồng nha anh em ha. Máy hàng này là máy hàng rất nhỏ. Đây là kẹp mát cho anh em. Kẹp mát thì cũng như là giắt nhỏ nha anh em, rất là xịn sò, dây bằng đồng luôn mà 2m và dây kìm hàng là 3m nha anh em. Đó, khi anh em mình khui hộp ra thì sẽ có một con máy hàng như thế này. Để mình khui hết con hộp con máy hàng này ra cho anh em xem. Khi mà anh em khui hộp ra thì sẽ có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng của hãng Yaxit luôn. Và cái này cũng là một trong những cái điểm lưu ý để cho anh em mình mua hàng chính hãng nha anh em. Tất cả những sản phẩm hàng nhái trên thị trường có chữ Yaxit như thế này nè, không có sách hướng dẫn của Yaxit nha anh em, có là một cách qua loa, rất là hời hợt. Thứ hai nữa, ở bên mặt bên này cái chữ Yaxit nè anh em, sách hướng dẫn của Yaxit được rất là bọc rất là kỹ lưỡng như thế này. Và rất là màu mè nữa. Rất là màu mè anh em ha. Và nhà máy, tên nhà máy sản xuất nó đều rất là hiển thị, rất là rõ ràng trên đây. Anh em mình cứ thông qua những cái chi tiết nhỏ như thế này là anh em mình đã biết được một con máy nó chất lượng như thế nào rồi. Rồi, khi mà mua con ZX7 200 Pro này, anh em mình sẽ có một cái tem Yaxit trên đây nữa. Đây, cái mác á. Bên hông chữ Yaxit nè anh em, sẽ có một cái mã vạch, chép mã vạch, và phía dưới là chữ Pro. Bên này cũng là một mã vạch và chữ Pro luôn, nhưng mà bên này nó có thêm một chữ là Welcome. Đây là thương hiệu máy hàng tại Việt Nam, chuyên nhập khẩu các dòng máy hàng của hãng Yaxit tại Việt Nam anh em ha. Phía trước anh em nhìn thấy một con máy hàng như thế nào ạ? Phía trước mặt nó là mặt nạ nhựa. Thứ hai nữa, đây là núm chỉnh dòng hàng nè. Và cái điểm khác biệt để cho máy hàng Yaxit này không bị làm nhái và khó bị làm nhái, đó chính là cái điểm này anh em ha. Đây ạ, cái chữ Yaxit nằm ở đây. Đó, rất là khó để cho các hãng người ta làm nhái được ha. Phía sau đây anh em, phía sau của máy hàng thiết kế hoàn cảnh nhiệt bằng nhựa luôn, rất là sắc nét, liền thân liền khối như thế này, thiết kế rất là đẹp mắt không anh em ha. Máy nặng 4,7 nha anh em, rất là xịn sò luôn. Rồi, về các cái phiếu bảo hành thì anh em mình chỉ cần kích hoạt tem bảo hành là đã có được một cái bảo hành an tâm luôn, không phải lo. Bằng số điện thoại của anh em để anh em mình có thể biết được cái sản phẩm này mình mua đúng hãng hay không. Nếu mua tại Máy móc Việt Nam mà anh em mình mua phải một con máy hàng Yaxit mà anh em về không có tem kích hoạt bảo hành như thế này, hoặc là không đúng như Máy móc Việt Nam mô tả, thì hãy trả lại cho Máy móc Việt Nam. Rồi, về dòng máy hàng này thì anh em mình sẽ có bộ phận tản nhiệt nằm bên hông và phía trước luôn, giúp cho con máy hoạt động tối ưu nhất và khỏe nhất, lâu nhất cho anh em ha. Đây, máy hàng ZX7 200 Pro
là một trong những con máy hàng có thể hàng kéo được WE-Bali 2 với hiệu năng 60% nha anh em ha. Chỉ 60% thôi, 2 ly 5 anh em mình có thể hàng liên tục cả ngày. Hàng trên vật liệu que hàng khó hàng như là hàng inox hoặc là hàng que chịu lực vẫn rất là ok, rất là tốt nha anh em ha. Đó, đây là một trong những cái điểm mà lưu ý của dòng máy hàng này. Rất là khỏe nè, hàng được trên điện yếu, hàng được trong điều kiện sử dụng máy phát điện. Và có thêm một cái nút công tắc này nữa. Cái nút công tắc này á, rất là ít nhà bán có thể đưa tới thông tin cho anh em. Họ cứ nói là cái công tắc thôi, nhưng mà thật sự đây là một trong những cái công tắc chuyển đổi qua hàng tích chạm, tích sạc đó anh em. Đó, anh em mình thể thường hay giống như nghe mic có thêm có cái chế độ tích sạc này nọ, thì mấy hàng quen thì nó cũng làm được cho anh em ha. Khi anh em mình có bộ chuyển đổi tích sạc thì anh em mình chỉ cần mở qua chế độ này là xài thôi. Nhưng mà cái chế độ này nó phù hợp với những nước châu Âu, người ta hàng trong điều kiện hàng ống thép này nọ, đồ dày thì người ta sẽ chuyển qua chế độ này người ta hàng. Còn Việt Nam mình thì thật sự đồ inox thì rất là mỏng, không có đồ dày nhiều để cho anh em mình sử dụng đâu. Nên anh em mình chỉ có thể hàng hàng que thôi anh em ha. Đến với con máy hàng này thì cùng anh em mình trải nghiệm xem khả năng hàng của máy hàng Yaxis Z7200R chính hãng này nó như thế nào cho anh em, để cho anh em mình có sự trải nghiệm tốt nhất về máy hàng hồng máy hàng chính hãng như thế nào anh em. Mình đã lắp đặt xong con máy hàng Yaxis Z7200R. Giờ mình sẽ cùng anh em khởi động và trải nghiệm các que hàng của máy hàng Yaxis Z7200R này như thế nào anh em ha. Đó, khi mình khởi động lên thì sẽ có thấy ngay đồng hồ hiển thị nè anh em. Ở kế bên đó là đồng hồ nhiệt anh em ha. Và cái dòng sản phẩm này anh em mình chỉ cần điều chỉnh trên đồng hồ là như thế này thôi. 50, 100, 150 hoặc là 200 thì tùy theo cái lửa hàng thì anh em mình sẽ điều chỉnh theo để mà phù hợp với cái đường hàng của mình ha. Đó, bây giờ mình sẽ cùng anh em trải nghiệm hàng WE-Bali 2. Bali 2 luôn, nó cho anh em thấy được cái hiệu năng của máy ha. Vừa mới trải nghiệm xong que hàng Bali 2 rồi anh em. Cùng anh em gõ rỉ ra xem để coi đường hàng như thế nào ha. Rồi, đường hàng rất là mướt nha anh em. Đường hàng rất là mướt luôn. Không, cái dòng chính hãng đó nó sẽ không bị tình trạng là nhảy hù quang hoặc là bị nhảy điện. Đó, không bị ngắt lửa hàng đó anh em. Thì trên một cái đường hàng kéo như thế này anh em mình sẽ thấy một đường hàng rất là đều. Các dòng sản phẩm chính hãng và chất lượng nó sẽ có đặc trưng nó như thế đó. Như thế chứ không như những dòng sản phẩm hàng nhái hàng giả thường hay bị ngắt hồ quang, rất là khó để sử dụng, thường hay dính que nữa. Để trải nghiệm cho anh em về cái dòng sản phẩm này, mình sẽ thử có một cái thử mới nữa, đó chính là thử cắt sắt cho anh em xem thử coi con máy này nó khỏe hay không. Rất là đã luôn anh em. Đó, mình vừa mới thử xả trên sắt thì sắt cắt rất là ngọt luôn. Đây là một trong những cái khả năng mà anh em mình có thể áp dụng vào trong công việc hàng ngày của anh em, đó chính là tận dụng máy xả luôn sắt cũng được, rất là ok, rất là bền, rất là khỏe này anh em. Hiện nay trên thị trường rất là nhiều dòng sản phẩm trôi nổi hàng không chính hãng mang thương hiệu Yaxis, thì anh em mình á hãy thật sáng suốt khi mua các dòng sản phẩm chính hãng để đầu tư vào trong nhà xưởng hoặc là sử dụng trong gia đình một cách hợp lý nhất. Thì anh em có thể tham khảo tại máy móc Nam với các dòng sản phẩm chính hãng và an tâm. Với mức giá hiện nay dòng sản phẩm Z7 200R
thì anh em mình mua ngoài thị trường là giá 2.890, hiện tại máy móc Việt Nam sẽ hỗ trợ cho anh em giảm giá còn 2.790.000 đó. Thì anh em mình mua một mức giá rất là hợp lý đúng không ạ? Đó, anh em đừng có cười về vấn đề giống như tại sao lại máy móc Việt Nam lại giảm giá quá ít như vậy ạ. Tại vì hàng chính hãng, chiết khấu cho các đại lý rất là thấp, cũng như chính sách bảo hành của hãng rất là cao, máy bảo hành lên tới 18 tháng, nên các cái giá trị mang lại cho anh em chính là cái sự hài lòng và cái chất lượng về sau cho anh em, độ bền về sau cho anh em ha. Nên anh em mình nếu có yêu mến máy móc Nam thì nhớ đăng ký kênh và ủng hộ máy móc Nam qua những dòng sản phẩm như thế này ạ. À, cảm ơn anh em nha. Đó, muốn mua các dòng sản phẩm chính hãng, chọn ngay máy móc Nam là chọn ngay hàng chính hãng. Cảm ơn anh em ạ. À, chào anh em nha.